Tình yêu không như nét vẽ trong tranh, không như người đời mơ mộng, không như ta ước được thành, bởi vì mình sống trong nhân thế. Tiếng nói yêu em, yêu anh đến cả cuộc đời, ngồi bên lề đường chỉ một ánh nhìn, lời nói vun bay. Ừ thì thôi là mình hết duyên, em chúc anh bên người anh vui như lúc ban đầu. Anh gặp em anh nói chào em nha. Chị tự tìm tòi thôi. Nói chung là cái nồi, cái máu trong người mình nó đã có rồi. Nhưng mà sau này thì cải lương không có được như mong muốn, thì gia đình rã đòn, thì cha cũng không có muốn mình theo nghề vậy lắm, tại thấy khổ quá. Không phải là không muốn cho theo nghề hẳn là như vậy, có nghĩa là cha không dạy thôi. Nhưng mà kiểu cũng kêu ừ thôi đi học uống tóc hay là học mai gì đi. Nhưng mà rốt cuộc cũng không có được, tại vì mình đã thích cái nghề của mình rồi. Rồi xong lúc đó thì ngày xưa mình đi hát quán ở dưới Cần Thơ. Sau đó thì từ từ mới thi chương trình Sao Nói Ngôi, một vài chương trình nữa, rồi bắt đầu mình làm nghề luôn. Thì nói chung đến giờ thì gia đình rất là yêu thương và ủng hộ. Theo một chặng đường vừa qua mà chị cảm nhận được, trước tiên là về bản thân đi, mình nhận được nhiều sự yêu thương khán giả từ trong nước cả ngoài nước luôn, các miền luôn. Và còn nói về cái sự mà nhìn nhận về cải lương đối với khán giả bây giờ á, thì Trâm lại càng thấy là có một điều rất là vui mừng, là tại vì bây giờ có rất là nhiều bạn trẻ yêu mến cải lương. Mà thậm chí cái này chia sẻ thật luôn, rất là nhiều bạn là nhắn tin là hỏi chị là chị ơi em muốn học hát cải lương, em mê lắm, chị chỉ em nghe, chị dạy em hát nha. Mình quá hạnh phúc vì cái điều này. Mình không nghĩ là bây giờ cải lương của mình đang được sống lại với thời gian hiện tại bây giờ, thời đại mới bây giờ, được rất là nhiều các bạn, và đừng nói các bạn trẻ mà những cô chú anh chị lớn nữa cũng càng ngày càng yêu mến cải lương trở lại rất là nhiều. Cải lương á, thì muôn màu muôn vẻ lắm, muôn dạng muôn hình dạng lắm. Mình cũng không thể nào mà mình chỉ được hết cho các bạn là vào cái vai đó, về cái tích xưa đó các bạn phải làm được cái điều đó. Tại vì cái đó là ở mỗi con người, bản năng, một cái khiếu của mỗi con người, họ sẽ làm được cái điều đó. Thí dụ như em có khiếu, chị chăm chỉ em một, nhưng mà em sẽ làm được tới 5, tới 10, em hơn cả chị nữa. Thì đó là bản năng của mọi người, để khi mà họ bước vào cái nghệ thuật, bắt đầu vào một cái tuồng cổ, hay là một cái tuồng xã hội quá, hay là một cái tuồng tích xưa, đó là điều bản năng của tất cả các bạn. Chăm ở đây Chăm không nói là bây giờ chăm quá giỏi hay là chăm giỏi gì, có nghĩa là chăm ở đây chăm đang những cái gì chăm đang có, chị đang có, chị đang học lại từ các anh chị lớn, mà thậm chí học lại của các bạn trang lứa, của các em ở dưới nữa. Tại vì mỗi người đều có cái hay riêng của họ hết, thì chăm học từng chút, thì chăm chỉ lời cho các bạn được cái nào thì sẽ hay cái đó. Nhưng mà chắc chắn một điều, chị sẽ chỉ hết mình để làm ra được một cái tác phẩm mà đóng một cái vai diễn đó hay, thì là vô ở phần các bạn nhiều hơn. Nếu như mà để nói mà chị ấn tượng nhất á, là vai Ngô Quốc Thái trong Về Đất Kinh Châu của Mẹ Bạch Mai. Đó là cái vai đầu tiên mà chị được nhà báo viết khen rất là nhiều. Mà không những nhà báo viết khen mà tất cả khán giả xem tại rạp cũng rất là khen. Có nghĩa là mình vào được cái vai đó, tại vì cái vai đó thật sự rất là khó. Tại vì cái vai đó nó đã ăn sâu vào trong tất cả mọi người yêu mến cải lương Hồ Quảng và về mẹ rồi, về mẹ Mai rồi. Thì mẹ Bạch Mai là người thủ vào cái vai đó. Cho nên là khi mà chị diễn cái vai đó, nói chung là cũng cảm thấy hơi sợ và hơi áp lực, không biết là mình có làm được hay không. Tại vì thường là chị đóng hài, rồi ví dụ đóng khùng, điên điên. Nhưng mà chưa bao giờ vô cái vai già như vậy, mà cái vai phải là nghiêm trang, mà nói là quyền lực nữa. Trời ơi, con bả mà bả còn nói là ta chém cả thảy dù kẻ đó là vua mà. Một câu nói quá quyền lực đi, mà mình trẻ như vậy mà mình phải đóng một cái vai như vậy. Cho nên là khi mà đóng được xong cái vai đó rồi thì nói chung là cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì nhớ hoài mẹ Mai có nói một câu là mẹ tin con gái mẹ làm được. Công chúa chứ, mẹ tin công chúa của mẹ làm được. Chị nhớ rất là rõ lần đầu tiên thủ vai đó là hai mẹ con cùng thủ, có nghĩa là mẹ đóng màn đầu vì chị đóng màn sau. Có nghĩa là từ màn đầu là mình phải coi mẹ từ ánh mắt mẹ liếc. Trời ơi, ánh mắt mẹ liếc là cực kỳ, không ai liếc qua mẹ nha. Mà khi mà có tiếng nhạc, tiếng trống, tiếng kèn mà tóc, trời ơi, em nhìn là rất là đỉnh. Cho nên là chị theo từ cái đó, từ lúc mình coi hòa quyện vào cái vai của mình á, cho nên mình làm được cái điều đó. Cái này là bản thân của chị chia sẻ ra nha. Còn những bạn khác hay anh chị khác thì như thế nào chị không biết. Bản thân chị, nếu như mà khi mà chị đóng một cái vai già, thủ một cái vai già đi, chị sẽ hình dung trong đầu chị là nhân vật đó như thế nào, và từng lời nói, từng bước đi, từng cử chỉ hành động của người đó sẽ như thế nào.
chẳng hạn như em trước mặt chị em là con, chị em đóng ngu quần chúa đi, hãy chăm lo cho con tôi, vì nó là vàng là ngọc, chỉ như vậy thôi. Đó chị muốn nói thật là muốn gơ nó mà đó, có nghĩa là mình đã nhập vào cái vai đó, mình đã nhớ cái vai đó rồi. Ví dụ có những vai đau khổ mà đến tận cùng của lớp xã hội đi thì mình sẽ chiêm nghiệm, tại vì thật sự thì ngay bản thân mình cũng chưa đến gọi là đến tận cùng, nhưng mà mình sẽ chiêm nghiệm về cuộc sống của con người đó, khi mà họ đến mức tận cùng là họ sẽ như thế nào, họ khi mà họ không nói chuyện được với ai, họ không tâm sự được với ai thì lúc đó họ sẽ bức bối như thế nào. Có thể là nếu cải lương á thì còn có thể dùng lời ca, dùng cái tiếng hát để mình nói được cái điều đó. Ví dụ như tại sao tôi không nói được với ai, tại sao không ai hiểu cho tôi, nó kiểu là như vậy. Còn với những kịch hay là phim thì nó lại khác nữa. Nói chung là mỗi cách diễn về cải lương hay phim ảnh hay là ca nhạc nó sẽ đều có khác nhau. Quan trọng là mình sẽ cảm về cái tầng lớp đó. Có thể là khi mà nhập vai quá, ví dụ nhập một cái vai đó quá đi, thì sẽ khóc. Chẳng hạn như chị đã từng đóng Dây Nhớ thì là một người bà mẹ điên loạn, nhưng mà vẫn biết đó là con mình, nhưng mà không được kêu là con thôi. Thì khi mà con mình bị tách ra khỏi mình á, cắt rồi, chị vẫn khóc. Có nghĩa là nhân vật chị nó vẫn còn nằm ở đó, thì chị khóc một hồi là chị sẽ đầm lại, có nghĩa là sẽ ổn tinh thần lại, xong vai rồi. Thì chị cảm thấy là mình hãy khoan vội thoát cái nhân vật của mình, khi mà mình giữ cái tâm lý mình là cái nhân vật đó sâu hơn chút xíu nữa, dài hơn chút xíu nữa, thì khi mà kết lại thì người ta vẫn còn động lại đâu đó, người ta vẫn nhớ cái nhân vật đó. Thật sự bạn bè, anh chị em, nghệ sĩ, đồng nghiệp quen biết chị sẽ đều cảm thấy chị là có lúc chị rất là điên rồ, có lúc chị rất là tăng động, và có một lúc chị rất là điềm đạm. Em có nghe câu là 1 năm 2 năm tuổi mình lớn hơn chút xíu là mình sẽ có một cái suy nghĩ khác, mình sẽ chững lại chút xíu, hoặc là mình sẽ đầm lại chút xíu, kiểu nó vậy thôi. Mọi thứ theo thời gian để mình lắng nó lại. Có nghĩa khi chị 20 mấy tuổi thì mọi thứ mình vui, mình happy về cái điều đó, mình được thì mình tung tăng với nó này nọ thôi, cái đó là vui vẻ. Và thậm chí những lúc đó mình vào tuồng của mình á thì nó cũng ngay cái tính cách của mình luôn, thì nó sẽ là như vậy. Còn về sau này nữa thì mình sẽ có những cái gọi là bước trưởng thành hơn, mình cứng cáp hơn. Chị cũng đã có suy nghĩ để mình lắng lại cái điều đó. Thật sự mình nhận được nhiều tin nhắn, nhiều yêu thương khán giả là muốn truyền đạt lại, muốn dạy lại này nọ, thì mình nói mình phải chuẩn trước, chứ mình không thể nào mình cứ mãi là con bé Huyền Trâm mà suốt ngày cứ tăng động, cứ nhí nha nhí nhố gì hoài được đó. Mình phải chuẩn lại để mình còn có thể mình ngồi đó mình chỉ cho các bạn nhỏ như thế này hát như thế kia, nhả chữ thế này nhả chữ thế kia. Có nghĩa là đó là cái lắng của chị, chứ không phải là tính cách như thế nào hay là đa nhân cách như em nói thì nó ghê quá. Thôi được rồi, thì để trước tiên thì để chia tay với em và khán giả, thì chị cũng xin hát một khúc điệp khúc đi, ngắn trong một cái bài mà bolero nhẹ nhàng chị viết ngẫu hứng. Vâng, xin mời quý vị cùng nghe một khúc điệp khúc nhẹ nhỏ. Bài hát được mang tên Lề Đường. Tình yêu không như nét vẽ trong tranh, không như người đời mơ mộng, không như ta ước được thành, bởi vì mình sống trong nhân thế. Tiếng nói yêu em, yêu anh đến cả cuộc đời, ngồi bên lề đường chỉ một ánh nhìn, lời nói vun bay. Ừ thì thôi là mình hết duyên, em chúc anh bên người anh vui như lúc ban đầu, anh gặp em anh nói chào em nha.